Bẩm nương nương, thần thiếp là thái giám ạ. Trời đất ơi. Dạ. Nhìn ngươi tao biết là thái giám hay là nô tỳ nữa đó. Dạ bẩm nương nương, cái này là lỗi do nhí tổng quản ạ. Cái gì nhí tổng quản? Trời ơi tôi đi, ngươi ăn mặc thời trang của nhí tổng quản. Thiệt là fashion mà ngươi, ngươi nói vậy đó. Cái gì vậy? Môi mũi, trời ơi tao gặp. Cái gì vậy tiêu tiền? Môi mũi ơi. Bái xiền hoa hậu nhanh nhờ. Bài xỉn hoa hậu nhan nhà. Bình thân nè, đứng lên đi nói nghe nè. Chuyện gì vậy? Tao buồn quá mùi mùi ơi. Sao mà buồn? Sao vậy? Trời ơi, mất con chim. Trời ơi, mùi mùi. Mất con chim mà lá cho lớn á. Trời ơi, nghe là chết á. Con chim đó hả, con chim vàng anh. Hoàng thượng thích lắm, sao để mất vậy? Ai mà biết, ai mở cái lòng cho con chim, ai mất tiêu à. Trời ơi, rồi giờ sao? Giờ buồn quá, sao giờ mùi. Trời ơi, nhậu đi. Dạ đúng rồi, nhậu đi hết buồn, đúng rồi. Hoàng cung cấm nhậu đó, mà rượu đâu? Đây nè. Đem ra, uống đi uống đi. Trời đất ơi, đây nè, rượu mới của hoàng cung. Ôi mẹ ơi, rượu Long Đỉnh. À, biết rồi, rượu Long Đỉnh khi uống vào salon chúng ta sẽ lên tới đỉnh. Uống liền. Uống liền nè. Trời ơi, lâu lắm rồi, mấy ngàn năm rồi mới. Có mồi nè, dụng mồi đi. Mồi luôn hả? Nè, dụng mồi đi, món tự tay mũi làm. Ừ đúng rồi, rượu hơi khó uống á. Tự mũi làm. Món này là chả giò chim. Ngon mà đúng không? Tên này hả? Bắt về nè. Trời, chim mà bắt ở đâu vậy em? Bắt ở Từ Ninh Cung. Trời, Từ Ninh Cung con này xạo dễ sợ. Bên cung tôi lẽ tôi không biết con chim. Bắt cái gì? Con trời ơi, chim nhà tao nuôi mày bắt mày nướng hả? Trời ơi, tao giết. Chuyện gì? Chuyện gì mà mới sáng sớm lại ồn ào như vậy? Hoàng cung chứ đâu phải là cái chợ. Lê Hoàng dạng tuế dạng tuế dạng. Lộn 1, 2, 3. Hoàng thượng Cát Tường. Thôi đi. Cát Tường với Lê Hoàng người ta ngồi bên kia. Để cho Nga ngồi im chấm thi đi. Nói cái gì mà nói hoài. Ôm sòm quá. Mà chuyện gì mà lại cãi nhau? Hoàng thượng coi đó. Gì? Chiếm có nuôi con chim vàng anh mà hoàng thượng thích nhất đó. Nó lấy nó làm chả giò chim nó nhậu rồi. Trời đất ơi, nhậu. Dạ. Trời ơi, trong cung ta đã cấm tất cả các loại rượu rồi. Đâu ra mà nhậu được? Chai rượu kìa. Đâu? Đây, con này. Rượu đó. Thấy chưa? Trời đất ơi. Cái gì vậy mấy mẹ? Trời ơi, rượu nè, rượu của tôi, cái rượu dưỡng da của tôi mấy má ơi. Trời, nghĩ sao mà đi xuất mặt chi uống cho được vậy trời. Trời ơi, thôi chơi với mấy bà hao tiền, hao bạc quá, còn hao rượu nữa. Thôi, vừa, đáng. Ta nói á, hồi xưa là quý phi, ác quá mà, bây giờ vô đánh cung, bây giờ khùng, bây giờ điên rồi đó. Trời ơi, đi. Chai rượu thuốc của tôi, ai đền cho tôi? Thôi, đi, về. Tí đền cho. Rồi đi lẹ lẹ đi, đi trả đồ cho hoàng thượng nè. Đúng rồi. Mượn mặt gì với mấy bà điên thì mệt quá cho mệt luôn á trời. Nó nói mình điên. Mã có thật. Giờ em nơi phương xa nhiều bơ ngơ. Giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh trao em mãi. Ngày trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy vì ai. Giờ này chúng tôi gì tôi chỉ mơ và nghĩ giờ thì vui chơi. Từ khi em ra đi bỗng nghe ánh mắt không nào dịu dàng yêu thương làm sao. Ngày nào bỗng phút trong cuộc tan bỗng phút trót một toa thời gian và không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng. Nào có biết đường đời còn thênh thang còn nhiều gian nan. Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Dù ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau trôn giấu. Đôi mắt ngày nào lòng em giờ này đã xa xôi. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Dù ngày vui qua đi đường dài chia ly. Anh biết tình mình đã hết.
thầy giáo tại được không ạ? Thật kỹ, hít thật sâu.
sau thầy không nói lại lần thứ hai đâu. À, cái gì chị Nhi? Ờ, dạ em xin lỗi thầy, tại vì em hít một hơi thật sâu, em thở ra thằng mạnh, cho nên em thông báo với em, thầy là con bọ cạp. Một khi anh làm cho thầy giật mình hết hồn, thầy sẽ cắn đó. Thầy là con bọ cạp. Vậy em là con bọ sữa. Thôi đi, mới sáng sớm được kiếm chuyện à. Tập trung nghe thông báo nè. Hả? Bẻ răng nha. Cái gì đó hoài vậy? Cái miệng có thon tho gì đâu, thà đó. Thằng lá bếp trưởng kìa, nó bịt mũi kìa. Sợ chết luôn á. Tập trung. Thông báo như sau. Qua ngày mai sẽ là thứ sáu. Mà thứ sáu chính là Halloween. Ủa rồi thông báo tiếp thầy. À, rồi ngày thứ sáu Halloween thứ sáu hết rồi. Dạ, vậy thưa thầy em có ý kiến, mời em. Theo quan điểm của em thì nếu mà ngày mai không phải là thứ sáu thì cô hãy thông báo, chứ cái việc Halloween và tổ chức vào thứ sáu thì từ mai cũng đã được báo. Thầy em nên nghĩ, thầy đi thông báo thầy... Em nên một con sáu thật là báo. Đi lên đây đi, đi lên đây làm thầy luôn đi. Trời ơi, cái gì mà chả gieo vậy? Ngồi xuống. Không có được. Lên đây đi, lên đây đi. Các em, ngày mai là Halloween đó. Chúng ta sẽ quá trang đi học các em thứ sáu. Yeah. Rồi, ngày mai Halloween ai đi học không quá trang? Giết hả thầy? Không, bị điểm trừ, em bị điểm trừ. Thôi, tiết học của chúng ta đến đây hôm nay là kết thúc. Thôi, thầy mệt quá. Thầy nghỉ đây. Bye bye các em nha. Và nhớ chấm điểm cao cho thầy nha. Bye bye. Bạn có thích sai. She's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wants. Take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start.
take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start. So dance alone to the beat of your heart. Hey, young blood, doesn't it feel like our time is running out? I'm gonna change you like a phoenix. Then I'll raise you like a phoenix. We're in a vintage misery. Now I think it looked a little better on me. I'm gonna change you like a phoenix. Then I'll raise you like a phoenix. Thank you.